Chào mừng các bạn đến với cái phần tiếp theo của môn kinh tế học vi mô. Trong bài giảng này thì thầy sẽ giới thiệu với các bạn về chi phí sản xuất. Trong bài giảng trước thì các bạn đã biết là hàm sản xuất của một công ty mô tả cái cách mà đầu vào, các yếu tố sản xuất đầu vào được chuyển đổi thành hàng hóa và dịch vụ. Công ty sử dụng các yếu tố sản xuất đầu vào là vốn và lao động để sản xuất ra ô tô, ra iPhone và vân vân. Câu hỏi là để làm thế nào để công ty có được vốn và lao động? Đương nhiên là công ty sẽ phải trả tiền để có được ha. Và trong bài giảng này chúng ta sẽ khám phá ra các loại chi phí khác nhau mà một công ty phải trả trong quá trình sản xuất. Sau đó chúng ta sẽ thấy cái cách mà công ty có thể giảm thiểu các cái chi phí này trên con đường hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Và trong bài giảng này thì gồm có ba ý chính. Thứ nhất là đo lường chi phí và chi phí nào là quan trọng. Trong phần này có điểm nổi bật đó là chúng ta sẽ tiếp cận phân tích cấu trúc chi phí của một số ngành và lĩnh vực kinh doanh trong thực tế. Phần 7.2 chúng ta nghiên cứu chi phí ngắn hạn, 7.3 nghiên cứu về chi phí dài hạn. Và trong bài giảng trước thì các bạn đã biết được thế nào là ngắn hạn và dài hạn trong kinh tế học ha. Đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu khái niệm về chi phí kinh tế và chi phí kế toán. Và mục tiêu là chúng ta phải phân biệt được chi phí kinh tế và chi phí kế toán. Và đầu tiên là các bạn cần phải nhận thức được rằng là nhà kinh tế hay là nhà quản lý thì quan tâm đến cái gì? Mối quan tâm của nhà kinh tế hoặc nhà quản lý đó là họ nhìn về tương lai, họ quan tâm đến cách thức phân bổ nguồn lực khan hiếm và mục tiêu của họ là tổ chức lại nguồn lực để giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận. Đó là mục tiêu của nhà kinh tế. Còn mục tiêu của nhà kế toán thì nhà kế toán quan tâm chuyện gì? Nhà kế toán thì quan tâm việc theo dõi khoản mục nợ và khoản mục tài sản, quan tâm đến báo cáo tài chính để phục vụ cho mục đích đối ngoại và báo cáo thường niên. Chính vì vậy mà chi phí kế toán được hiểu là một cái chi phí thực tế phát sinh ha, chi phí thực tế cộng với chi phí khấu hao trang thiết bị. Khấu hao đây được hiểu là hạch toán các cái tài sản cố định vào các năm trên cơ sở hạch toán thuế được cho phép. Còn chi phí kinh tế được hiểu là cái chi phí của một doanh nghiệp khi sử dụng nguồn lực cho sản xuất. Và trong chi phí kinh tế thì bao gồm chi phí cơ hội. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa chi phí kinh tế và chi phí kế toán. Trong chi phí kế toán thì phải là các cái chi phí thực tế phát sinh bằng các giao dịch bằng tiền. Tuy nhiên trong chi phí kinh tế thì bao gồm cả chi phí cơ hội. Và chi phí cơ hội thì nó đặc biệt hữu dụng trong các cái tình huống mà các phương án thay thế bị bỏ qua. Và chi phí cơ hội thì nó không phản ánh những cái khoản chi tiêu bằng tiền. Nó không phản ánh những khoản chi tiêu bằng tiền. Và trong chương 1, thầy đã giới thiệu thế nào là chi phí cơ hội. Đây là một trong những khái niệm quan trọng bậc nhất trong kinh tế học. Và thầy đã giới thiệu rằng là bất kỳ cái quyết định nào cũng phải đối diện với sự đánh đổi ha? Đối diện với sự đánh đổi. Và khi chúng ta thực hiện một quyết định này thì chúng ta phải từ bỏ các cái phương án thay thế và chi phí liên quan đến cái cơ hội bị bỏ qua do không thực hiện phương án thay thế tốt nhất trong các phương án thay thế thì được gọi là chi phí cơ hội. Chương này chúng ta nghiên cứu về chi phí sản xuất. Nên chi phí cơ hội được hiểu là những cái chi phí liên quan tới những cơ hội bị bỏ qua
do nguồn lực của doanh nghiệp không được sử dụng cho phương án thay thế tốt nhất. Như vậy, thầy đã định nghĩa chi phí kinh tế là cái chi phí của một doanh nghiệp khi sử dụng các nguồn lực cho sản xuất. Đối với nguồn nhân lực, tức là nhân viên, công nhân, thì chi phí ở đây là gì? Chi phí kinh tế ở đây là gì? Là cái chi phí về tiền lương, tiền công. Đó là chi phí về tiền lương và tiền công trả cho nhân viên. Và đây rõ ràng là một cái chi phí kinh tế. Ha? Nó thể hiện những cái khoản chi tiêu bằng tiền, chi tiêu thực tế phát sinh. Tuy nhiên, nếu mà ta suy luận sâu thì ta sẽ thấy rằng cái tiền công này cũng là chi phí cơ hội ha, cũng là chi phí cơ hội. Được lý giải vì sao? Vì sao lại phát biểu như vậy? Tại vì số tiền được trả cho công nhân thì doanh nghiệp có thể sử dụng cái số tiền đó theo cách khác, tức là có phương án thay thế. Doanh nghiệp có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ số cái tiền lương tiền công đó để mua máy móc thiết bị và áp dụng một cái công nghệ sản xuất thâm dụng vốn và sử dụng ít lao động. Như vậy, chúng ta thấy rằng chi phí kinh tế và chi phí cơ hội thực chất là một ha, thực chất là một. Và nếu chúng ta cân nhắc và tính toán tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp một cách hợp lý thì chúng ta sẽ thấy rằng chi phí kinh tế chính là bằng chi phí cơ hội. Chính là bằng chi phí cơ hội. Opportunity cost. Economic cost. Đây là thuật ngữ. Thuật ngữ gốc. Đây thầy có một số cái câu hỏi giúp các bạn vận dụng ha, giúp các bạn vận dụng. Câu thứ nhất là một công ty trả cho nhân viên kế toán, trả cho nhân viên kế toán của mình một khoản tiền giữ chân hàng năm là 10.000 đô. Câu hỏi là đây có là một khoản chi phí kinh tế hay không? Thì đầu tiên các bạn cần xác định cái khoản tiền giữ chân hàng năm 10.000 đô này là một chi phí thực tế ha, của việc mua cái dịch vụ kế toán từ nhân viên kế toán này. Và đó là một cái chi phí thực tế phát sinh, một cái giao dịch bằng tiền ha. Chính vì vậy nó là một cái chi phí kế toán. Nó chính là accounting cost. Và nó cũng vừa là chi phí kinh tế. Và như vậy là rõ ràng là cái nhân viên kế toán này đã đánh đổi cái thời gian của cô ta ha, để đổi lấy cái khoản tiền là 10.000 đô một năm. Bây giờ chúng ta xin nghiên cứu câu thứ hai. Câu thứ hai liên quan đến chủ sở hữu của một cửa hàng bán lẻ nhỏ, và cái chủ cửa hàng này thì làm công việc kế toán của cửa hàng. Câu hỏi là gì? Làm thế nào xác định được chi phí cơ hội? Cái cách xác định chi phí cơ hội của cái công việc mà chủ cửa hàng làm. Cách xác định chi phí cơ hội. Thì sau đây thầy gợi ý về cách giải quyết cái câu hỏi số 2 này. Việc đầu tiên là để xác định được chi phí cơ hội thì chúng ta phải xác định các phương án thay thế. Và chi phí cơ hội chính là chi phí liên quan tới việc không thực hiện phương án thay thế tốt nhất trong rất nhiều các phương án thay thế. Bây giờ thầy lấy ví dụ, nếu mà cái người chủ của cái cửa hàng bán lẻ này, người chủ của cửa hàng bán lẻ này mà nộp đơn xin việc ở một công ty khác
với vai trò là một kế toán viên, thì cái chi phí cơ hội của cái người chủ này, chi phí cơ hội của cái người chủ này, của cái công việc mà chủ cửa hàng làm á, chính là cái tiền lương mà cái người chủ này có thể kiếm được khi làm việc như là một nhân viên kế toán ở một công ty khác, và có nhiều công ty offer cái người chủ này một mức lương khác nhau, thì cái mức lương cao nhất chính là chi phí cơ hội của cái công việc mà chủ cửa hàng làm. Hoặc là thầy lấy ví dụ cái chủ cửa hàng này là một người giỏi về vẽ truyện tranh chẳng hạn, ví dụ thế, thì ví dụ anh ta là một cái thiên tài về vẽ truyện tranh, vậy thì cái chi phí cơ hội của anh ta khi làm chủ của cái cửa hàng này và làm cái công việc kế toán này, đó chính là gì? Đó chính là cái số tiền mà anh ta có thể kiếm được từ việc vẽ truyện tranh ha. Chuyển sang cái câu thứ ba. Câu thứ ba gồm 3 ý liên quan đến những cái phát biểu và nhận định đúng sai và giải thích vì sao. 3.1, nếu chủ doanh nghiệp không trả lương cho mình, khi đó chi phí kế toán bằng 0, nhưng chi phí kinh tế là dương. Việc chủ doanh nghiệp không trả lương cho mình nên là không có chi phí thực tế phát sinh, không có giao dịch bằng tiền. Chính vì vậy mà chi phí kế toán bằng 0. Tại vì chi phí kế toán nó thể hiện các cái chi phí thực tế cộng với khấu hao, Ở đây thì không phải là chi phí thực tế, không có giao dịch bằng tiền, vì vậy chi phí kế toán bằng 0 là đúng. Còn chi phí kinh tế thì sao? Sau đây chúng ta xem xét về chi phí kinh tế. Để xác định chi phí kinh tế thì cần phải xác định là gì? Chủ doanh nghiệp này có thể nộp đơn đi làm ở các công ty hoặc doanh nghiệp khác thay vì là tự doanh ha. Thay vì là tự doanh thì nộp đơn xin việc ở các cái công ty hoặc doanh nghiệp để có đồng lương. Và như vậy rõ ràng rằng chi phí kinh tế nó phản ánh, nó bao gồm chi phí cơ hội. Opportunity cost. Nó bao gồm chi phí cơ hội. Và rõ ràng là chi phí cơ hội của việc chủ doanh nghiệp tự doanh đó là cái khoản mất đi do không làm việc ở các cái tổ chức doanh nghiệp khác để nhận lương. Và chi phí kinh tế bao gồm chi phí cơ hội, vì vậy chi phí kinh tế là dương, là đúng. Lớn không? Và chú ý là gì? Chi phí cơ hội nó liên quan đến cái phương án thay thế tốt nhất. Chủ doanh nghiệp có thể nộp đơn xin việc ở nhiều công ty khác nhau, và cái công ty nào offer cái mức lương cao nhất thì cái mức lương cao nhất đó chính là chi phí cơ hội của cái chủ doanh nghiệp này khi mà tiến hành tự doanh ha, tự doanh điều hành cái doanh nghiệp của chính anh ta hoặc cô ta. Chúng ta xem xét ý 3.2. Điều phát biểu là doanh nghiệp có lợi nhuận kế toán dương. Không nhất thiết là sẽ có lợi nhuận kinh tế dương. Thì đầu tiên chúng ta hiểu lợi nhuận kế toán được tính như thế nào. Nó sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí kế toán. Còn lợi nhuận kinh tế thì sao?
nó xếp bằng doanh thu trừ đi chi phí kinh tế. Trường hợp đầu tiên là lợi nhuận kế toán mà dương, chúng ta xem xét rằng cái lợi nhuận kế toán, lợi nhuận kế toán nó thể hiện những cái chi phí thực tế, những cái giao dịch bằng tiền, giao dịch bằng tiền. Và trong cái chi phí kế toán thì không bao gồm chi phí cơ hội. Trong khi đó chi phí kinh tế thì bao gồm chi phí cơ hội. Chi phí kinh tế thì nó bao gồm cả chi phí cơ hội. Và chi phí cơ hội thì nó không phản ánh những khoản chi tiêu bằng tiền. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà chi phí cơ hội được thêm vào, nó thể hiện trong cái chi phí kinh tế, thì cái lợi nhuận kinh tế này, cái lợi nhuận kinh tế này có thể là âm, có thể là âm, có thể âm. Và cái phát biểu mà doanh nghiệp có lợi nhuận kế toán dương thì không nhất thiết là sẽ có lợi nhuận kinh tế dương là đúng ha. Phát biểu này đúng. Ý 3.3, nếu một doanh nghiệp thuê một công nhân hiện tại đang thất nghiệp, chi phí cơ hội cho việc sử dụng cái công nhân này bằng không, bằng không. Phát biểu này đúng hay sai? Thì bây giờ thầy sẽ gợi ý các bạn giải quyết câu hỏi này theo cách tiếp cận thứ nhất là từ quan điểm của nhà sản xuất. Từ quan điểm nhà sản xuất thì cái tiền lương, tức là cái wage chi trả cho cái người công nhân thất nghiệp này, là một cái chi phí thực tế, là một cái giao dịch bằng tiền. Và điều đó nó không phụ thuộc vào việc là công nhân hiện tại đang thất nghiệp hay là đang làm việc ở một đơn vị khác. Điều đó cho thấy rằng là gì? Chi phí cơ hội cho việc sử dụng lao động của cái công nhân này, nó chính là bằng cái tiền lương ha, chính bằng tiền lương, chính bằng cái wage. Lý do là gì? Cái phương án thay thế là gì? Nếu mà cái doanh nghiệp mà không thuê công nhân này thì sẽ thuê một cái công nhân khác với cùng cái mức lương là cái wage. Như vậy, chi phí cơ hội từ cái quan điểm của doanh nghiệp nó chính bằng cái mức lương wage ha, chứ không phải nó bằng không. Chứ không phải nó bằng không. Bây giờ chúng ta xem xét trên cái quan điểm đứng từ góc nhìn của cái công nhân đang thất nghiệp này. Đối với cái người công nhân này thì chúng ta có thể hình dung là cái chi phí cơ hội của việc anh ta làm việc cho cái doanh nghiệp này thì nó không thể là bằng không được. Bởi vì là cái phương án thay thế ở đây là gì? Anh ta có thể làm việc cho các cái doanh nghiệp khác ha, có thể làm việc cho các doanh nghiệp khác để nhận một cái mức lương. Và chính vì vậy mà chi phí cơ hội là lớn hơn không. Hoặc là trường hợp thứ nhất, đấy là trường hợp thứ nhất, làm việc cho một cái công ty khác. Hoặc là phương án thay thế thứ hai là gì? Nếu mà cái người công nhân này mà nhà có trẻ nhỏ hoặc là có người già cần chăm sóc thì có thể là gì? Người công nhân này có thể về chăm sóc trẻ nhỏ hoặc chăm sóc người già, ba mẹ chẳng hạn. Thì cái việc chăm sóc này thì không nhận một cái tiền lương cụ thể. Tức là không có cái giao dịch thực tế bằng tiền ha,
Tức là take care. Trong trường hợp mà cái người công nhân này chăm sóc con nhỏ, trẻ nhỏ hoặc chăm sóc người già trong gia đình, thì cái vấn đề là anh ta hoặc cô ta không nhận cái mức lương cụ thể, không nhận một cái mức lương nào, không có giao dịch bằng tiền. Trong trường hợp này thì cái chi phí cơ hội của cái người công nhân này là gì? Đó chính là cái số tiền mà anh ta có thể phải trả cho một cái người nào đó được thuê về để chăm sóc trẻ hoặc chăm sóc người già. Như vậy rõ ràng là chi phí cơ hội việc sử dụng lao động của công nhân, của cái công nhân này, rõ ràng là lớn hơn không ha, lớn hơn không. Sau đây thầy sẽ giới thiệu với các bạn một cái ví dụ liên quan đến việc mua sắm một loại thiết bị chuyên dụng, và từ đó giới thiệu với các bạn một cái khái niệm mới về chi phí, khái niệm về chi phí mới. Ví dụ đó là gì? Khi mà doanh nghiệp cân nhắc mua sắm một loại thiết bị chuyên dụng, và các bạn chú ý cái chữ chuyên dụng ha, chuyên dụng. Chuyên dụng. Và chính vì chuyên dụng nên là cái thiết bị này chỉ có thể sử dụng theo thiết kế ban đầu, không thể chuyển sang sử dụng theo một cái phương án thay thế. Có thể sử dụng theo thiết kế ban đầu và không thể chuyển sang cách sử dụng thay thế. Và trong cái tình huống này, khoản chi cho cái thiết bị chuyên dụng này được coi là một cái chi phí chìm. Được coi là chi phí chìm. Vậy định nghĩa chi phí chìm là một chi phí đã bỏ ra nhưng không thu hồi lại được. Lý do không thu hồi lại được là vì không có phương án sử dụng thay thế. Và trong trường hợp này, chi phí cơ hội là bằng không. Như vậy, vì là không có phương án sử dụng thay thế đối với các thiết bị chuyên dụng kiểu như vậy, nên chi phí cơ hội lúc này là bằng không. Tức là cái thiết bị chuyên dụng này không thể bán để thu hồi lại được, hoặc không thể chuyển sang cách sử dụng thay thế, do nó là một cái thiết bị chuyên dụng và chỉ có thể sử dụng theo thiết kế ban đầu. Vì vậy không có phương án thay thế, mà không có phương án thay thế có nghĩa là chi phí cơ hội bằng không. Và khi chi phí cơ hội bằng không thì có nghĩa là gì? Cái khoản chi phí này không được tính vào chi phí kinh tế của doanh nghiệp ha. Đấy là chi phí chìm. Tuy nhiên đối với chi phí chìm tiềm năng, tức là chúng ta đang cân nhắc mua một cái thiết bị chuyên dụng đó, thì chúng ta nên coi đây là một cái khoản đầu tư. Và khi đó doanh nghiệp phải quyết định xem là cái khoản đầu tư này có khả thi về mặt kinh tế hay không, thì mới quyết định là có mua cái thiết bị chuyên dụng này hay không. Như vậy thầy đã giới thiệu với các bạn khá nhiều cái khái niệm ha, khá nhiều khái niệm chi phí kế toán, chi phí kinh tế, chi phí cơ hội, rồi chi phí chìm. Bây giờ chúng ta xem xét ở một cái tình huống cụ thể rằng việc nhận diện các loại chi phí thì có vai trò quan trọng như thế nào trong việc đưa ra quyết định đúng ha, đưa ra quyết định đúng. Đó là chúng ta xem xét một cái tình huống thực tế, đó là cái khoa luật của Đại học Northwestern có trụ sở Chicago ha, bên bờ hồ Michigan. Đây là cái trụ sở chính của cái trường Northwestern. Đây là một cái trường danh tiếng ha, trường luật danh tiếng hàng đầu của thế giới và cũng như là ở Mỹ. Và để duy trì được cái chất lượng giáo dục xuất sắc thì cái học phí của cái trường này thì cũng trong top đầu ha, top đầu. Ví dụ như học phí của năm 2018-2019 là hơn $64,000. Như vậy nếu mà
sinh viên Việt Nam mà sang đó du học thì nguyên cái tiền học phí đã hơn 1,4 tỷ một năm. Thì quay về cái tình huống của chúng ta là cái khoa luật của Đại học Law Western có trụ sở ở Chicago. Và tuy nhiên thì cái khoa luật này thì có một cái cơ sở chính của trường đặt tại ngoại ô của Evanston. Vấn đề đặt ra là vào những năm 70 ha, trường này nó có một danh tiếng rất là lâu đời. Thì vào những năm 1970 thì khoa luật thì nên một cái kế hoạch là xây dựng một cái tòa tòa nhà mới. Thì có một số câu hỏi đặt ra như sau. Câu hỏi thứ nhất là gì? Là có nên xây dựng cơ sở mới, có nên xây dựng cơ sở mới ngay tại địa điểm cũ, ngay tại địa điểm cũ, tức là ở Chicago đó, ở trung tâm, nơi mà gần với các công ty luật, hay là chuyển tới vùng ngoại ngoại ô ở Evanston để hội nhập với cái cơ sở còn lại của trường. Thì cái địa điểm ở trung tâm, tức là ở Chicago đó, thì nhận được cái sự ủng hộ của hầu hết mọi người, vì là họ cho rằng là hiệu quả về mặt chi phí khi mà sở hữu sẵn một khu đất ở trung tâm, trong khi thì phải mua một cái diện tích đất lớn nếu xây dựng ở vùng ngoại ô của Evanston. Đấy là cái lập luận tại sao mà cái ý tưởng là xây dựng cái tòa nhà ở khu vực trung tâm, tức là khu vực Chicago, thì nhận được nhiều sự ủng hộ. Và câu hỏi của chúng ta là gì? Cái lập luận này thì có ý nghĩa về mặt kinh tế hay không? Thì thầy trả lời rằng là cái lập luận này là không có ý nghĩa về mặt kinh tế, và nó đã vấp phải một cái lỗi phổ biến. Đó là không tính đến chi phí cơ hội, không tính đến opportunity cost. Và đứng về quan điểm kinh tế thì đặt trụ sở ở trung tâm, tức là đặt trụ sở ở Chicago thì rất là đắt đỏ. Lý do là chi phí cơ hội rất là cao nếu đặt ở trung tâm ấy. Tại vì khi chúng ta xây dựng một cái tòa nhà ở khu vực trung tâm Chicago thì cái chi phí cơ hội ở đây là gì? Chi phí cơ hội liên quan đến cái cơ hội thay thế tốt nhất bị bỏ qua. Cơ hội thay thế ở đây là gì? Chúng ta có thể bán cái lô đất ở trung tâm, tức là ở Chicago, và thu được cái số tiền. Và cái số tiền thu được đó chính là chi phí cơ hội. Và chi phí cơ hội ở đây là rất cao ha, do cái giá cái lô đất ở đó rất là cao. Và nếu mà bán cái lô đất ở trung tâm thì chúng ta có thể mua được một cái lô đất rất là rộng ở vùng ngoại ô Evanston. Như vậy có thể hội nhập với cái cơ sở còn lại của nhà trường ở vùng ngoại ô Evanston. Và ngoài ra là mua được một lô đất rộng ở vùng ngoại ô và vẫn còn dư một số tiền lớn. À, các bạn có biết là cái kết quả cuối cùng như nào không? Cuối cùng thì Northwestern đã quyết định giữ trường luật ở khu vực trung tâm, tức là giữ trường luật ở Chicago ha. Thì rõ ràng đây là một quyết định tốn kém về chi phí chứ không phải là hiệu quả về mặt chi phí. À, đứng ở góc độ nào đó, quyết định này có thể phù hợp nếu như là địa điểm ở Chicago đặc biệt có ý nghĩa với trường luật, tại nó gần với các công ty luật. À, tuy nhiên cái quyết định này là không phù hợp nếu người ra quyết định này tin rằng chi phí cho cái lô đất ở trung tâm là bằng không, là miễn phí, tức là không tính đến chi phí cơ hội thì là sai nha. Quyết định này là không phù hợp nếu nó được đưa ra với giả định rằng chi phí của cái lô đất ở trung tâm là không, tức là không tính đến chi phí cơ hội của việc bán lô đất.
Nếu quyết định này được đưa ra với cái nhận thức như thế thì nó là không phù hợp. Tuy nhiên, nó phù hợp nếu như là địa điểm Chicago đặc biệt có ý nghĩa với trường luật. Như vậy, với các hiểu biết về chi phí cơ hội thì chúng ta có thể phân tích thực tiễn và hiểu được nó được ứng dụng như thế nào trong việc tiến trình ra quyết định kinh tế. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chi phí cố định và chi phí biến đổi. Và phần đầu thầy đã đề cập đến là gì? Doanh nghiệp trả tiền để có được vốn và lao động. Tuy nhiên, những chi phí cho vốn và lao động thì cơ bản là khác nhau, là các loại chi phí khác nhau. Đối với vốn, tức là đối với capital ấy, thì trong ngắn hạn thì công ty không thể chi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn về vốn. Và như vậy chúng ta gọi là một loại chi phí cố định, là loại chi phí cố định. Đó chính là chi phí cố định. Đó chính là fixed cost. Viết tắt là FC nhé. FC viết tắt của Fixed Cost. Thuật ngữ gốc đó. Việc tiếp cận các thuật ngữ gốc thì đặc biệt có ý nghĩa khi chúng ta đọc các tài liệu quốc tế. Và tránh bị thua thiệt so với các bạn du học sinh ha. Hoặc là khi làm việc với các công ty nước ngoài thì chúng ta đọc cái báo cáo quốc tế một cách thuận tiện. Tránh trường hợp đọc không hiểu ha. Như vậy là đối với vốn thì đối với vốn thì là công ty không thể chi tiêu nhiều hơn hoặc ít hơn về vốn và chúng ta gọi đó là chi phí cố định. Đối với lao động thì sao? Đối với lao động thì trong ngắn hạn công ty có thể điều chỉnh, có thể thuê thêm công nhân hoặc là để công nhân rời bỏ công ty. Và như vậy thì chúng ta gọi đây là một cái chi phí biến đổi, chi phí biến đổi. Chi phí biến đổi. Tức là variable cost. Variable cost, thuật ngữ gốc. Như vậy, chi phí cố định là chi phí, đây, chi phí cố định. Hiệu FC fixed cost đó là cái chi phí không thay đổi theo sản lượng đầu ra và chi phí này chỉ được loại bỏ khi doanh nghiệp đóng cửa. Cách duy nhất để loại bỏ chi phí cố định là doanh nghiệp đóng cửa. Còn chi phí biến đổi, ký hiệu là VC viết tắt của variable cost là cái chi phí thay đổi khi sản lượng đầu ra thay đổi. Chi phí thay đổi khi sản lượng đầu ra thay đổi. Và tổng chi phí bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi, tức là tổng chi phí trong hoạt động sản xuất. Và chú ý là gì? Chi phí cố định FC này không thay đổi theo sản lượng đầu ra và doanh nghiệp vẫn phải chi trả cho dù là không có sản lượng đầu ra nào, vẫn phải chi trả khi không có sản lượng đầu ra nào. Và cách duy nhất để loại bỏ được chi phí cố định này FC này là doanh nghiệp đóng cửa ha. Đấy là điểm chú ý. Bằng cái việc giảm sản lượng nhà máy xuống bằng không. Giảm sản lượng nhà máy xuống bằng không, Q bằng không. Thì công ty có thể loại trừ được cái chi phí biến đổi gồm có chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động. Tuy nhiên công ty vẫn phải gánh chịu cái chi phí cố định chi trả cho cán bộ quản lý nhà máy. Chi trả cho bảo vệ, chi trả cho bảo trì thường xuyên. Và cách duy nhất để loại trừ cái chi phí cố định này là đóng cửa. Tức là tắt điện, bán máy móc thiết bị. Tuy nhiên các bạn lưu ý là gì? Đóng cửa thì không nhất thiết là chấm dứt hoạt động nhé. Có thể là có 3 nhà máy thì có thể bán bớt một nhà máy. Còn 2 nhà máy còn lại thì vẫn hoạt động bình thường. Và sau đây thầy sẽ
làm rõ để phân biệt được cái chi phí cố định và chi phí biến đổi. Thì chúng ta xem xét ở cái khung thời gian. Thứ nhất là trong khuôn khổ thời gian rất là ngắn. Ví dụ như là vài tháng thì hầu hết các loại chi phí là cố định. Hầu hết các loại chi phí là cố định ha. Lý do là gì? Là vì công ty phải thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu. Và các cái hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu này thường đặt trước vài tháng ha. Trước vài tháng. Và trong khuôn khổ thời gian rất ngắn thì ngay cả các yếu tố về lao động, nguyên vật liệu cũng là không đổi ha. Cũng là không đổi. Bây giờ chúng ta xem xét trong dài hạn thì sao? Trong dài hạn. Ví dụ 10 năm thì hầu hết tất cả loại chi phí là biến đổi. Hầu hết tất cả loại chi phí là biến đổi. Lúc này công nhân và quản lý thì có thể bị cho nghỉ việc. Hoặc là công việc có thể bị giảm bớt đi. Máy móc thì có thể bị thanh lý hoặc thay thế. Trong cái khung thời gian dài hơn thì chúng ta có thể làm được cái chuyện như vậy. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu với bạn trong một cái trường hợp cụ thể. Thực tế, đối với hãng máy bay Delta ha, thì nó như nào? Thì trong cái khung thời gian là 6 tháng. Trong khung thời gian 6 tháng thì cái lịch trình là cố định. Mà rất khó để sa thải nhân viên. Và hầu hết là chi phí cố định. Và chi phí thì không giảm nhiều khi mà giảm chuyến bay. Nếu trong khuôn khổ thời gian là 6 tháng. Hầu hết chi phí là cố định. Và chi phí không giảm nhiều nếu việc giảm chuyến bay. Tuy nhiên trong khuôn khổ thời gian dài hạn, ví dụ như là 25. Thì khi mà giảm số chuyến bay, ví dụ giảm 10% số chuyến bay thì có thể giảm đáng kể chi phí, bởi vì hầu hết các loại chi phí đều là biến đổi. Trong 25 thì đủ để bán hoặc cho thuê máy bay không dùng tới, đó tiết kiệm được chi phí, hoặc là có thể giảm bớt số lượng nhân viên. Chính vì vậy hầu hết các loại chi phí đều là biến đổi. Và chi phí có thể giảm đáng kể nếu giảm cái số chuyến bay. Ví dụ giảm 10% số chuyến bay. Đến đây thì thầy có đề cập đến cái chi phí chìm. Thì có thể nhiều bạn vẫn còn đang gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa chi phí cố định và chi phí chìm. Sau đây thì thầy sẽ làm rõ hai cái khái niệm này. Làm rõ hai khái niệm này. Làm rõ giữa hai khái niệm chi phí cố định và chi phí chìm. Các bạn đã biết là chi phí chìm là cái chi phí đã phải chịu và không thể thu hồi lại được. Thầy lấy ví dụ, đó là chi phí nghiên cứu phát triển, tức là the cost of R&D của công ty dược phẩm, tức là research and development. Là chi phí nghiên cứu phát triển của công ty dược ấy, công ty dược phẩm á, bao gồm chi phí cho việc phát triển và thử nghiệm các loại thuốc mới. Nếu mà thuốc đó mà được chứng minh là an toàn và hiệu quả thì sẽ được đem ra sản xuất đồng loạt trên phạm vi rộng, có thể trên toàn thế giới. Còn nếu mà thất bại á, thì toàn bộ chi phí cho việc phát triển và thử nghiệm đó thì không thể thu hồi lại được. Và rõ ràng là việc thử nghiệm thuốc có thể thành công hoặc là thất bại. Và những chi phí này không thể thu hồi. Và chính vì thế nó được coi là chi phí chìm. Một vấn đề quan tâm là tại sao phải phân biệt chi phí cố định và chi phí chìm. Câu trả lời là gì? Là chi phí cố định thì nó ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp trong tương lai. Trong khi chi phí chìm thì nó không ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp trong tương lai. Thế nên ví dụ, các cái chi phí cố định,
chiếm một cái tỷ lệ lớn trong doanh thu và không thể giảm được, thì có thể dẫn công ty buộc phải đóng cửa để không phải gánh chịu chi phí cố định. Lý do là gì? Lợi nhuận bằng không vẫn tốt hơn là phải gánh chịu thua lỗ tiếp diễn. Đấy là đối với chi phí cố định. Còn việc gánh chịu một cái chi phí chìm ở mức cao thì có thể là một quyết định tồi. Ví dụ như là thất bại trong việc phát triển một cái sản phẩm mới, ví dụ ở trên là thất bại trong việc phát triển một loại thuốc mới, thì cái chi phí chìm là chi phí đã phải chịu và không thể thu hồi bằng cách đóng cửa. Và đương nhiên là chi phí chìm tiềm năng thì khác nhé. Chi phí chìm tiềm năng tức là chúng ta đang cân nhắc đến việc đầu tư vào một loại thuốc mới hoặc là đầu tư vào một cái thiết bị chuyên dụng mới, đang cân nhắc chứ chưa 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 đầu tư. Thì một cái chi phí đó gọi là chi phí chìm tiềm năng thì nó có thể ảnh hưởng đến quyết định trong tương lai của doanh nghiệp. Tuy nhiên những cái chi phí chìm mà đã phải chịu ấy, tuy nhiên những chi phí chìm mà đã phải chịu thì không ảnh hưởng đến cái quyết định của doanh nghiệp trong tương lai. Và để cho đơn giản thì chúng ta thường hạch toán chi phí chìm bằng cách trích khấu hao chi phí chìm nhằm đánh giá các quyết định sản xuất của doanh nghiệp. Và trích khấu hao chi phí chìm, trích khấu hao chi phí chìm được hiểu là trích khấu hao một khoản chi tiêu vốn lớn và hạch toán chúng vào các cái khoản chi phí cố định, có thể làm đơn giản hóa việc phân tích kinh tế trong hoạt động của một công ty. Phần sau đây thầy sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ các kiến thức học được về các loại chi phí được vận dụng trong thực tiễn như thế nào, trong việc phân tích cái cơ cấu chi phí của các cái ngành lĩnh vực kinh tế khác nhau ha. Và qua đây các em sẽ biết được là việc phân biệt chi phí chìm, chi phí cố định thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào ha. Phần sau đây chúng ta sẽ phân tích cái cơ cấu chi phí gồm có chi phí biến đổi, chi phí cố định và chi phí chìm của một số ngành lĩnh vực kinh doanh phổ biến. Và như vậy là hiểu các cái đặc tính của chi phí sản xuất và nhận diện được chi phí nào là cố định, chi phí nào là biến đổi và chi phí nào là chi phí chìm là rất quan trọng ha, rất quan trọng. Chúng ta sẽ xem xét ở ngành sản xuất máy tính cá nhân, ngành sản xuất phần mềm và một số ngành khác. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét ngành sản xuất máy tính cá nhân, bao gồm các công ty như Dell này, Gateway này, HP này, IBM này, vân vân. Thứ nhất, về cái đặc trưng của ngành sản xuất máy tính cá nhân gồm các công ty như Dell, Gateway, HP, IBM, thì cái đặc trưng của ngành này là gì? Là máy tính là cái sản phẩm rất giống nhau và tính cạnh tranh rất là cao, và cái khả năng thu được lợi nhuận chủ yếu phụ thuộc vào cái khả năng hạn chế chi phí, khả năng kiểm soát chi phí. Và có một cái đặc trưng thứ hai của ngành sản xuất máy tính cá nhân là gì? Là cái chi phí của cái yếu tố cấu thành nên cái chiếc máy tính á, bao gồm bộ vi xử lý này, ổ đĩa này, RAM này, vân vân này, và phần lớn các cái chi tiết các bộ phận này đều được mua từ từ nhà cung ứng bên ngoài. Chúng ta tìm hiểu về cái cấu trúc chi phí của ngành sản xuất máy tính cá nhân. Cấu trúc chi phí thì đối với ngành này hầu hết các cái chi phí đều là biến đổi, hầu hết các chi phí đều là biến đổi. Lý do là gì? Là chi phí cấu thành nên một cái chiếc máy tính là các cái bộ phận, bộ vi xử lý vân vân đều được mua từ các nhà cung ứng bên ngoài, và cái khối lượng mua các cái chi tiết thiết bị này thì phụ thuộc vào cái sản lượng đầu ra.
tức là phụ thuộc vào cái số lượng máy tính được sản xuất. Và một cái chi phí biến đổi quan trọng khác nữa đó là vấn đề này về lao động. Đó là công nhân lắp ráp. Đây, công nhân lắp ráp. Rồi là công nhân đóng gói vận chuyển số máy tính này. Còn về cái chi phí cố định thì sao? Chi phí cố định thì rất ít. Ít chi phí cố định. Bao gồm tiền lương trả cho cán bộ điều hành này, nhân viên bảo vệ. Bây giờ về chi phí chìm thì chi phí chìm thì cũng rất ít, bởi vì là các cái nhà máy sản xuất máy tính này thì ít có liên quan đến giá trị sản lượng hàng năm của công ty, và có thể là thanh lý, có thể thu hồi được ha, thanh lý thu hồi được. Câu hỏi đặt ra là các cái cách thực tiễn mà doanh nghiệp lại trong ngành này áp dụng để giảm thiểu chi phí. Đối với Dell, HP thì nghĩ cách giảm bớt chi phí bằng cách tìm mua những cái bộ phận, những cái chi tiết, những cái thiết bị có mức giá tốt hơn. Đấy, cách thứ nhất. Thứ hai là giảm bớt yêu cầu về lao động. Và cả hai cách này đều là cách giảm chi phí biến đổi. Bây giờ chúng ta xem xét về các cái công ty sản xuất phần mềm thì sao? Ví dụ như là Microsoft. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu, tìm hiểu về ngành sản xuất phần mềm máy tính, bao gồm các công ty như Microsoft. Thì hãng Microsoft sản xuất ra hệ điều hành Windows, các ứng dụng Office như Word, Excel và PowerPoint. Có nhiều các công ty khác, cả lớn nhỏ thì cũng sản xuất ra cái chương trình phần mềm chạy trên máy tính cá nhân. Về mặt phân tích cấu trúc chi phí của ngành ngành sản xuất phần mềm, thì trong quy trình sản xuất phần mềm thì hầu hết các chi phí đều là chi phí chìm. Hầu hết các loại chi phí đều là chi phí chìm. Cụ thể chi phí chìm đây là chi phí để phát triển chương trình ứng dụng mới. Chi phí để phát triển phần mềm chương trình ứng dụng mới. Và các khoản chi tiêu này thì không thể thu hồi lại được. Khi mà chương trình mà được hoàn thiện thì công ty có thể bù đắp lại được các khoản đầu tư của mình. Và cũng có thể thu được lợi nhuận bằng cách bán càng nhiều bản sao của chương trình càng tốt. Đây là cái chiến lược bù đắp lại khoản đầu tư của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất phần mềm máy tính. Nó là bán càng nhiều bản sao của chương trình càng tốt. Và trong cấu trúc chi phí thì cái chi phí biến đổi là rất nhỏ, chủ yếu là chi phí sao chép chương trình ra đĩa CD. Rồi chi phí đóng gói vận chuyển sản phẩm. Chi phí biến đổi là rất ít. Tương tự như vậy, chi phí cố định thì cũng rất nhỏ. Bởi vì là việc sản xuất phần mềm, việc viết ra phần mềm thì đơn thuần là chỉ cần một cái văn phòng và một chiếc máy tính. Hoặc là có thể viết cái chương trình phần mềm máy tính ở bất kỳ đâu với một chiếc máy tính cá nhân. Như vậy, chính vì chi phí chìm là một cái chi phí chiếm cái trọng số lớn trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nên việc tham gia kinh doanh phần mềm thì có thể kéo theo những rủi ro đáng kể ha, có thể kéo theo những rủi ro lớn. Lý do là gì? Là doanh nghiệp thường thì không xác định được là sẽ bán được bao nhiêu, trong khi phải chi một cái số tiền lớn cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, và cũng không biết được là sẽ bán được bao nhiêu bản sao và liệu có kiếm được lợi nhuận từ việc này hay không. Đấy là một cái rủi ro đối với doanh nghiệp trong ngành sản xuất phần mềm máy tính cá nhân ha. Tương tự như vậy, đối với những cái người mà phát triển các cái app trên App Store chẳng hạn, tức là app developer, thì đầu tư rất nhiều công sức, tâm huyết vào một cái app, tuy nhiên không biết là thị trường đón nhận cái app đó như thế nào. Có thể là không ai tải về. Hả? Ở đấy cũng là một rủi ro. Bây giờ chúng ta xem xét đối với cái ngành kinh doanh bánh pizza, bánh pizza hay sao? Thì về mặt cấu trúc của cái ngành kinh doanh bánh pizza này, thì cái chi phí cố định là lớn nhất. Chi phí cố định là lớn nhất, thì các bạn chú ý là gì? Thường là các cửa hàng
Bánh pizza này thì đặt ở những cái trụ sở đắc địa ha, và chi phí mặt bằng rất tốn kém, và đây là những cái chi phí cố định. Còn về chi phí chìm thì cũng thấp, bởi vì là các cái trang thiết bị như là lò nướng, bàn ghế, đĩa thì đều có thể bán lại được, tức nó không phải là thiết bị chuyên dụng, nó thể bán lại được, có thể thu hồi lại được. Chính vậy chi phí chìm là tương đối thấp. Về mặt chi phí biến đổi thì cũng tương đối là thấp, chủ yếu là thành phần làm bánh gồm có bột mì, nước sốt, cà chua, bơ, tiêu. Và chi phí biến đổi để sản xuất ra một chiếc bánh pizza cỡ lớn là chỉ khoảng 1 đến 22 đô. Và chi phí biến đổi thì có thể bao gồm cả cái tiền công chi trả cho công nhân làm bánh, cho phục vụ, cho việc giao bánh cho khách hàng. Và như vậy, cái chi phí cố định là chi phí lớn nhất ha, bao gồm chi phí cơ hội cho cái thời gian của chủ cửa hàng. Tức là người chủ này có thể là làm việc ở chỗ khác để có lương. Rồi là tiền thuê mặt bằng, đây là một cấu phần rất lớn. Rồi các dịch vụ tiện ích. Và vì chi phí cố định là đều cao, nên hầu hết các cửa hàng bán pizza thì đều không thu được lợi nhuận cao. Mặc dù là có thể bán với giá 12 đô cho một chiếc bánh pizza cỡ lớn, trong khi chi phí sản xuất biến đổi chỉ có 3 đô thôi, tức là chi phí và nguyên vật liệu để sản xuất bánh chỉ có 3 đô thôi. Và cái ngành kinh doanh bánh pizza thì nó cũng khá tương tự đối với nhiều lĩnh vực khác, ví dụ như là đối với lĩnh vực trà sữa, đối với cái lĩnh vực cà phê như Starbucks. Sau đây thầy sẽ giới thiệu cái cấu trúc chi phí của một ly Starbucks ha. Thì giá thành của một cái ly Starbucks là khoảng 5 đô. Thì 1 phần 4 của giá thành được chi trả cho mặt bằng ha, cho mặt bằng. Và gần một nửa cho các loại chi phí cố định gồm có mặt bằng này, chi phí hoạt động này, trang thiết bị này, chi phí quản lý này, chi phí hoạt động cửa hàng này. Và cái nguyên liệu để làm ra một cái ly Starbucks, tức là raw materials, chỉ có chiếm 13%. Chỉ chiếm 13%. Sau đây thầy sẽ chuyển sang phần nghiên cứu về chi phí biên và chi phí trung bình. Tại vì là trong thực tế thì công ty sẽ cân nhắc ra quyết định mức sản lượng trên cơ sở xem xét là cái chi phí tăng thêm bao nhiêu khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đầu ra. Và chúng ta gọi là chi phí biên ha. Chi phí biên tức là chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đầu ra. Chi phí biên là cái mức tăng thêm về chi phí do sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Ký hiệu là MC, tức là viết tắt của cái thuật ngữ gốc của nó là Marginal Cost. Và chú ý là gì? Bởi vì là chi phí cố định không thay đổi khi sản lượng đầu ra thay đổi. Khi sản lượng là không thì doanh nghiệp vẫn phải chịu với mức chi phí cố định. Chính vì vậy, chi phí biên sẽ bằng phần trăm tăng thêm trong chi phí biến đổi, phần trăm tăng thêm trong chi phí biến đổi. Chi phí biên sẽ bằng phần trăm tăng thêm trong chi phí biến đổi hoặc là phần trăm tăng thêm trong tổng chi phí khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Và chính vì vậy chúng ta viết được cái phương trình như vậy. Ha? Viết được phương trình như vậy. Về các loại chi phí trung bình gồm có chi phí cố định trung bình. Chi phí cố định trung bình
tức là average fixed cost. Average fixed cost, tức là AFC đó, viết tắt. Được hiểu là chi phí cố định chia cho mức sản lượng. Nó chính là FC chia cho mức sản lượng. Chi phí biến đổi trung bình, viết tắt của average variable cost. Tức là AVC đấy, viết tắt của ba từ này. Là chính bằng gì? Chính bằng chi phí biến đổi chia cho sản lượng. Và tổng chi phí trung bình, tổng chi phí trung bình. Tức là average total cost. Và được hiểu là gì? Đó là tổng chi phí của doanh nghiệp chia cho mức sản lượng. Chia mức sản lượng. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần 7.2 chi phí ngắn hạn và xem xét các yếu tố quyết định đến chi phí ngắn hạn. Thì thầy gọi W là chi phí cho một đơn vị lao động tăng thêm. Đó là chi phí cho một đơn vị lao động tăng thêm. W viết tắt của wage. Thể hiện chi phí cho một đơn vị lao động tăng thêm. Tức là chi phí để thuê thêm một đơn vị lao động ha. Và số lượng lao động tăng thêm là delta N. Trong ngắn hạn thì yếu tố biến đổi đây là lao động. Chính vì vậy, thay đổi trong chi phí biến đổi chính bằng W, tức là chi phí cho một đơn vị lao động tăng thêm nhân với số lượng lao động tăng thêm. Và chính vì vậy ta sẽ có gì? Chi phí biên sẽ bằng, vừa nãy thầy đã đề cập là gì? Chi phí cố định thì không thay đổi khi sản lượng đầu ra thay đổi. Chính vì vậy mà chi phí biên sẽ bằng cái phần tăng thêm trong chi phí biến đổi. Phần tăng thêm trong chi phí biến đổi khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Và chúng ta vừa biết là gì? Trong ngắn hạn thì cái sự thay đổi trong chi phí biến đổi chính là W, tức là giá lao động đó nhân với số lượng lao động tăng thêm. Vì vậy chúng ta sẽ có được chi phí biên lúc này sẽ bằng W nhân delta N chia delta Q. Và chú ý rằng là gì? Cái delta N chia delta Q lại chính bằng một phần của MPL, tức là nghịch đảo của lăng suất biên đối với lao động ha. Đây là lăng suất biên đối với lao động. Và chúng ta thế cái này vào đây thì chúng ta được cái kết quả là gì? Chi phí biên nó chính bằng giá lao động chia cho lăng suất biên đối với lao động ha. Đây là phương trình 7.1. Và như vậy khi có lăng suất biên giảm dần, khi có lăng suất biên giảm dần, tức là cái này giảm, thì chi phí biên sẽ tăng theo sản lượng đầu ra. Thì cái này sẽ tăng lên theo sản lượng đầu ra. Bây giờ có một cái câu hỏi vận dụng này. Giả sử lao động là đầu vào biến đổi duy nhất của quá trình sản xuất.
Như vậy là chúng ta đang xem xét trong ngắn hạn. Lao động là đầu vào biến đổi duy nhất của quá trình sản xuất. Nếu chi phí sản xuất biên giảm dần. Khi có thêm một đơn vị sản lượng được sản xuất, thì bạn nói như thế nào về năng suất biên của lao động? Các bạn hãy suy nghĩ ít phút trước khi thầy gợi ý ha. Rồi bây giờ thầy giải thích. Giả sử lao động là yếu tố đầu vào biến đổi duy nhất của quá trình sản xuất, tức là xem xét trong ngắn hạn. Nếu chi phí sản xuất biên giảm dần, khi có thêm một đơn vị sản lượng được sản xuất, thì kết luận như thế nào về năng suất biên của lao động? Thì bây giờ thầy kết luận là gì? Năng suất biên của lao động sẽ tăng lên, Về mặt trực giác, thì cái chi phí biên tức là MC đây, đo lường cái sự gia tăng trong trong chi phí ha, mức chi phí gia tăng khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng. Vì vậy mà khi mà chi phí biên mà giảm dần như vậy, đồng nghĩa với việc là gì? Chúng ta cần ít hơn lao động, ít hơn đơn vị lao động để sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đầu ra. Khi mà chi phí biên giảm dần, đồng nghĩa với việc là chúng ta cần ít hơn đơn vị lao động để sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đầu ra. Và nếu mà ít hơn đơn vị lao động cần thiết để sản xuất ra một đơn vị đầu ra, thì năng suất biên của lao động, tức là thể hiện cái sản lượng gia tăng được sản xuất ra khi thêm một đơn vị lao động sẽ tăng lên. Và điều này được thể hiện bởi cái phương trình như vậy. Khi mà chi phí biên mà giảm, thì có nghĩa là năng suất biên đối lao động là tăng lên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét các cái chi phí của một doanh nghiệp. Vì là thầy đã giới thiệu các cái thuật ngữ gốc, nên bây giờ thầy sẽ giữ nguyên các cái thuật ngữ gốc ở trong cái bảng này ha. Tất cả các thuật ngữ gốc này đã được giới thiệu. Vì vậy thầy giữ nguyên. Thì trong ngắn hạn thì nhà máy không thể mua thêm máy móc ha, vì vậy mà $50 một năm được coi là chi phí mỗi năm để có được máy móc hiện có ha, và là chi phí cố định, là fixed cost, tức là cái chi phí mà công ty phải chịu cho dù bất kể cái mức sản lượng đầu ra như thế nào. Sản lượng ra biến đổi, tuy nhiên cái mức chi phí cố định này nó sẽ không đổi ha, mức $50 một năm. Nhà máy có thể thuê thêm hoặc giảm công nhân, vì vậy mà chi phí lao động là một chi phí biến đổi. Tức là variable cost. Và để sản xuất ra một đơn vị sản lượng, thì chi phí biến đổi là gì? Là 50. Còn để sản xuất ra hai đơn vị sản lượng, thì chi phí biến đổi lúc này là 78. Và tổng chi phí lúc này là 128. Tương tự như vậy, để sản xuất ra 5 sản phẩm thì sẽ tốn 50 chi phí cố định, 130 chi phí biến đổi, và tổng chi phí lúc này là 180.
Trong thực tế thì công ty sẽ cân nhắc ra quyết định những cái mức sản lượng trên cơ sở xem xét là chi phí tăng thêm bao nhiêu khi sản xuất thêm một đơn vị sản lượng đầu ra. Tức là cân nhắc đến cái chi phí biên. Marginal cost. Bây giờ chúng ta xem xét để sản xuất ra 3 đơn vị sản phẩm. Thì cái chi phí biến đổi lúc này là 98. Tổng chi phí là 148. Bây giờ chi phí biên của việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm thứ tư thì sao? Chi phí biên để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm thứ tư từ 3 đến 4 đây. 3 đến 4. Thì lúc này chi phí biến đổi là 112. Tổng chi phí là 168. Và chi phí biên đó chính là chênh lệch trong chi phí biến đổi hoặc chênh lệch trong tổng chi phí. Và nó chính là bằng 14 ha, 14. Đây chính là chi phí biên của việc sản xuất thêm đơn vị sản phẩm thứ tư. Nếu đi từ 4 đến 5 thì ta thấy là cái chi phí biên để sản xuất đơn vị sản phẩm thứ 5 chính bằng 18. Và chi phí biên để sản xuất đơn vị sản phẩm thứ 6 là 20. Và ta đang thấy điều gì? Chi phí biên đang tăng lên ha. Đang tăng lên. Chi phí biên đang tăng lên khi tăng cái số lượng đơn vị sản phẩm đầu ra. Đi từ 4 đến 6. Điều này hàm ý là chúng ta cần ngày càng nhiều nhân viên. Hàm ý là chúng ta cần ngày càng nhiều nhân viên để tạo ra thêm một đơn vị sản phẩm với một hệ thống máy móc cố định. Ở đây là 50 ha. Và điều này phù hợp với những gì chúng ta đã biết về năng suất biên giảm dần của lao động. Điều này phù hợp với những gì chúng ta biết về năng suất biên giảm dần của lao động. Cột tiếp theo thì chúng ta nghiên cứu về cái cột này. Đây chính là cột chi phí cố định bình quân ha. Chi phí cố định bình quân. Cột số 5 này. Cột này nó được tính bằng cách lấy cột số 1 chia cho sản lượng đầu ra, sản lượng đầu ra Q đây. Sản lượng đầu ra Q đây. Thì cột số 5 này sẽ bằng cột số 1, tức là cột về chi phí cố định chia cho cái sản lượng ra tương ứng. Đây là 50 chia cho 1 và nó thành 50. 50 chia 2 là 25. Còn cái cột số 6 này là cột chi phí biến đổi bình quân. Nó sẽ bằng cột chi phí biến đổi chia cho sản lượng đầu ra Q. Tức là lấy cột 2 chia cho sản lượng đầu ra Q. Chính bằng cột số 2 chia cho sản lượng đầu ra Q. Trong khi cột số 7 này là cột về tổng chi phí bình quân sẽ bằng lấy cột tổng chi phí chia cho sản lượng đầu ra Q, tức là cột số 3 chia cho sản lượng đầu ra Q. Ví dụ tổng chi phí 180 chia cho sản lượng đầu ra 5, ta được cái chi phí tổng chi phí bình quân là 36 trên mỗi đơn vị ha. Sau đây chúng ta sẽ biểu diễn cái bảng này, bảng 7.1 này bằng đồ thị ha, bằng đồ thị. Thì chúng ta xem xét cái hình A trước, hình A với trục tung là trục chi phí, đơn vị là đô la mỗi năm. Trục hoành là trục nằm ngang, là trục sản lượng đầu ra. Đầu ra mỗi năm. Chính là cái cột này đây. T1.
từ 0 đến 11 đây. 0 đến 11. À. Thì từ đầu tiên là ta biểu diễn cái đường chi phí cố định là 50. À, chi phí cố định này là 50 đây. Thì đây chính là 50. Và đây đường FC này chính là đường chi phí cố định ha. Nó cố định ở là một chi phí không thay đổi ở mọi mức sản lượng ha. Nó thể hiện trong ngắn hạn thì chúng ta không thay đổi về vấn đề về vốn. Còn cái đường này, đường VC này, VC này chính là đường chi phí biến đổi. Đây chính là đường chi phí biến đổi VC. Bây giờ lấy ví dụ tại mức sản lượng là 4 thì cái đường VC này là 112. Và cái đường này, đường trên cùng này, đó là chính là đường TC, tức đường tổng chi phí. Nó thể hiện cái cột này. Bây giờ với cái mức sản lượng đầu ra là 4 thì đường tổng chi phí lúc này là 162. Tức tại điểm này. Điều đó cho thấy gì? Đường tổng chi phí TC này, đường trên cùng này, là tổng của chi phí cố định FC và chi phí biến đổi VC tổng theo tung độ, tổng theo tung độ. Ví dụ ở đây 162 sẽ bằng 50 cộng 112 cộng theo tung độ, cộng theo tung độ. Bây giờ chúng ta xem xét cái hình B này như thế nào ha. Hình B như nào? Trong cái hình B này, hình dưới này, nó thể hiện thứ nhất là đường đứt màu xanh này thể hiện giảm dần. Và cái này chính là AFC. AFC nó thể hiện cái chi phí cố định bình quân ha. Chi phí cố định bình quân giảm dần theo cái mức sản lượng đầu ra. Theo mức sản lượng đầu ra đây. Sản lượng đầu ra 0, 1, 2, 3, 4, 11 đây. Ở đây đang giảm dần từ 50, 25 5 đến 45 đây. Còn đây là AVC, AVC. AVC đây. Đây chính là cái cột chi phí biến đổi bình quân, chi phí biến đổi bình quân. Thì chi phí biến đổi bình quân khi chúng ta để ý là gì? Nó đạt giá trị cực tiểu ở đâu? Chỉ cực tiểu ở mức sản lượng là gì? 6 và 7. Đây là tại các cái mức sản lượng đầu ra mà cái đường AVC đạt cực tiểu đây. Còn đây là đường ATC, ATC. Chính là đường tổng chi phí bình quân. Tổng chi phí bình quân. Đường ATC này nó đạt giá trị cực tiểu tại mức sản lượng bao nhiêu?
tại mức sản lượng là 8. Đây em này, mức sản lượng là 8. Đây. Và chú ý là cái đường màu đỏ này, đường MC này, nó thể hiện biểu diễn cái cột này, đường chi phi biên. Và chi phi biên đạt giá trị cực tiểu, mức sản lượng là 4. Mức sản lượng 4. Và chú ý là gì? Cái đường chi phi biên MC màu đỏ này, nó sẽ cắt đường chi phí biến đổi trung bình, chi phí biến đổi trung bình ABC, và đường tổng chi phí trung bình ATC tại các điểm cực tiểu của các đường này, tại các điểm cực tiểu của các đường này, tức là đường màu đỏ, đường chi phí biên sẽ đi qua điểm cực tiểu đây của đường ABC, sẽ đi qua điểm cực tiểu của đường ATC. Rồi chúng ta biết là gì? ATC tức là tổng chi phí trung bình, ATC đây sẽ bằng ABC, ABC tức là đường chi phí biến đổi trung bình cộng với đường AFC. Tức là đường AFC cộng với đường ABC theo tung độ thì ta sẽ có được đường ATC. ATC đây này. ATC đó là gì? Đó là chi phí, đường tổng chi phí bình quân. ABC là đường chi phí biến đổi bình quân và AFC là chi phí cố định bình quân. Như vậy, các bạn đã biết được rằng mối quan hệ giữa số bình quân và số biên ha, thể hiện qua việc là cái đường chi phí biên MC, đường màu đỏ này, nó cắt đường chi phí biến đổi trung bình, chi phí biến đổi trung bình ABC, và đường tổng chi phí trung bình ATC tại các cái điểm cực tiểu của các đường này, điểm cực tiểu của các đường này. Và sau đây thì thầy có một câu hỏi để cho các bạn vận dụng ha, cho các bạn có cơ hội vận dụng. Câu hỏi là gì? Giả sử rằng chi phí biên tăng dần, chi phí biên tăng dần. Giả sử chi phí biên tăng dần. Bạn đang xác định xem là chi phí biến đổi bình quân tăng hay giảm, thì có thể kết luận thế nào về chi phí biến đổi bình quân? Tức là ABC đó. Các bạn hãy suy nghĩ. Bây giờ thầy gợi ý này. Các bạn giờ lúc này chỉ cần quan tâm hai đường thôi. Thứ nhất đường màu đỏ, đường MC. Đường thứ hai là đường chi phí biến đổi bình quân. Đây là đường này. Tức là đường ABC. Bây giờ câu hỏi là gì? Chi phí biên MC tăng lên thì ta có thể kết luận được điều gì về ABC? ABC có nghĩa là chúng ta có thể kết luận được ABC là tăng hay là giảm đó. Thì bằng hình học thì chúng ta sẽ biết được điều gì? Đây, bằng cái hình này. Thì chúng ta thấy là khi mà MC tăng, khi nào MC tăng? MC tăng từ đoạn này đến đoạn này này. Từ đây là điểm cực tiểu. Cực tiểu của MC tại mức sản lượng 4. Rồi bắt đầu tăng. Tương ứng với MC tăng thì khi mà MC tăng đây
Thì cho ta thấy rằng này, đường ABC lúc này đang giảm xuống. Giảm xuống đến điểm cực tiểu, sau đó là tăng lên. Giảm xuống đến điểm cực tiểu của nó, sau đó lại tăng lên. Điều đó cho thấy một cái kết luận là gì? Khi mà chi phí biên tăng lên, chi phí biên tăng lên thì chúng ta không thể kết luận được là ABC tăng hay giảm. Ha? Vì nó có thể là tăng hoặc là giảm. Đây. Đây là nó giảm này, sau đó lại tăng này. Và chi phí biên thì bắt đầu tăng ở mức sản lượng là 4 đây. Và trong cái đoạn này thì ABC lại đang giảm ha, đang giảm. Và khi mà ABC lớn hơn MC thì chúng ta có thể kết luận là khi mà MC tăng thì ABC sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu mà MC mà lớn hơn ABC thì khi MC tăng thì ABC cũng tăng ha, ABC cũng tăng. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là gì? Bây giờ đến câu hỏi thứ hai, câu hỏi là giả định rằng chi phí biên lớn hơn chi phí biến đổi bình quân. Chi phí biên mà lớn hơn chi phí biến đổi bình quân, tức là lớn hơn AVC. Thì bạn xác định xem chi phí biến đổi bình quân tăng hay giảm thì có thể kết luận được gì về chi phí biến đổi bình quân AVC. Kết luận như thế nào? Bây giờ chúng ta lại xem xét cái đường MC này là đường AVC. Thì chúng ta xem xét là khi mà chi phí biên lớn hơn chi phí biến đổi bình quân, tức là MC lớn hơn AVC. Đây, MC đây nằm trên đường AVC. Thì lúc này chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ thì chúng ta có thể kết luận được là AVC lúc này cũng đang tăng ha, đang tăng. Ta có thể kết luận là AVC là tăng. Rồi câu hỏi thứ ba. Đây, câu hỏi thứ ba. Đó là gì? Nếu mà đường chi phí bình quân của một doanh nghiệp có hình chữ U. Câu hỏi thứ ba là chi phí bình quân của một doanh nghiệp có hình chữ U, tức là ATC đó, ATC. ATC là hình U. Câu hỏi là vì sao chi phí biến đổi bình quân lại đạt cực tiểu? Chi phí biến đổi bình quân tức là AVC đạt giá trị min tại cái mức sản lượng thấp hơn cái mức sản lượng mà đường tổng chi phí bình quân đạt cực tiểu, tức là ATC min. Ở trong trường hợp của chúng ta, trong cái hình ở đây là gì? Đường ATC này là hình U đây rồi. Và ATC đạt cái điểm cực tiểu tại mức sản lượng là bao nhiêu? Chính là 8. Tuy nhiên, cái đường AVC thì cực tiểu tại mức sản lượng là 7. Rõ ràng là ta thấy rằng là cái đường ATC đạt giá trị cực tiểu tại mức sản lượng là 8. Trong khi đó, cái đường AVC, tức là chi phí biến đổi bình quân đạt giá trị cực tiểu đây, tại mức sản lượng là 7. Và câu hỏi đặt ra là gì? Tại sao mà chi phí biến đổi bình quân
biến đổi bình quân ABC tại đạt giá trị cực tiểu tại mức sản lượng là 7, tại mức sản lượng thấp hơn cái mức sản lượng mà ở đó ATC đạt giá trị cực tiểu. À. Thì các bạn nên thử suy nghĩ. Và gợi ý là gì? Gợi ý là gì? Là ATC sẽ bằng AVC cộng với AFC cộng với AFC. Và chú ý là gì? AFC lúc này luôn giảm dần, luôn giảm dần, luôn giảm dần theo mức sản lượng đầu ra. Đấy là gợi ý đó. Rồi bây giờ thầy giới thiệu ha. Khi mà AVC giảm đây, AVC giảm thì ATC cũng giảm ha. ATC cũng giảm. Tại vì ATC chính bằng AVC cộng với AFC ha. Như vậy là khi mà AVC mà giảm thì ATC cũng giảm theo cái sản lượng đầu ra ha. Và khi AVC đạt giá trị cực tiểu, khi AVC đạt giá trị cực tiểu thì ATC tiếp tục giảm đây, tiếp tục giảm đây, tiếp tục đi xuống, tiếp tục giảm. Vì sao? Câu trả lời là vì AFC giảm dần theo sản lượng đầu ra. Mặc dù là gì? AVC bắt đầu tăng, AVC bắt đầu tăng thì ATC vẫn giảm. Giảm đến điểm cực tiểu này. Bởi vì là AFC giảm dần theo sản lượng đầu ra. Và đến cuối cùng khi mà AVC tăng vọt, khi mà AVC tăng vọt dẫn đến cái phần tăng của AVC này nó sẽ bù đắp được, tăng cao hơn so với cái phần giảm của AFC. Và điều này dẫn đến là gì? Dẫn đến đường ATC sẽ đạt giá trị cực tiểu và sau đó tăng lên. Sau đây thầy sẽ giới thiệu với các bạn một cái tình huống vận dụng và hướng dẫn các bạn hoàn thành cái tình huống này ha. Bài tập vận dụng cho cái hàm chi phí trong ngắn hạn là TC bằng 200 cộng với 55 Q. Trong đó TC là tổng chi phí, Q là tổng sản lượng đầu ra và đơn vị đều là 1.000. Điều đó hàm ý rằng là TC lúc này tính bằng 1.000 đô và Q lúc này là đơn vị là 1.000 đơn vị sản lượng ha. Câu A, chi phí cố định của công ty là bao nhiêu? FC lúc này là bao nhiêu? Thì để xác định FC thì chúng ta cho Q bằng 0. Với mức sản lượng Q bằng 0 thì đường tổng chi phí lúc này là bằng bao nhiêu? Đường tổng chi phí lúc này là bằng 200. Và như vậy, cái mức chi phí khi mà sản lượng bằng 0 đó chính là chi phí cố định. Dẫn đến FC chính là 200. Câu B, nếu công ty sản xuất 100.000 đơn vị hàng hóa thì chi phí biến đổi bình quân, tức AVC sẽ là bao nhiêu? Vì Q đơn vị là 1.000 nên là khi mà sản xuất 100.000 đơn vị thì Q lúc này là 100. Vì Q 100 thì chúng ta sẽ tính được cái chi phí
biến đổi lúc này là bằng gì? 55Q và bằng 5.500. Và như vậy ta sẽ xác định được chi phí biến đổi bình quân AVC sẽ bằng VC chia cho sản lượng đầu ra. Lúc này là 5.500 chia cho 100 bằng 55. 55. Câu C là gì? Chi phí biên của công ty là bao nhiêu? Thì xác định chi phí biên chính là đạo hàm cấp 1 của hàm TC, và lúc này chính bằng 55. Và với cái chi phí biến đổi bình quân không đổi là 55 thì chi phí biên lúc này sẽ bằng với chi phí biến đổi bình quân và bằng 55 luôn. Câu D, chi phí cố định bình quân là bao nhiêu ở mức sản lượng 100.000 đơn vị hàng hóa? Với mức sản lượng Q bằng 100 thì chi phí cố định bình quân tức là gì? AFC tức là Average Fixed Cost sẽ bằng FC, chi phí cố định chia cho mức sản lượng Q. Đấy, FC thì ta vừa tính được đây là 200 này, chia cho sản lượng đây 100. Đấy, lúc này bằng 2 nhé. Bằng 2. Liên quan đến câu E, giả sử công ty vay vốn và mở rộng nhà máy, chi phí cố định tăng thêm 50.000 đô. Tức là FC đấy, chi phí cố định tăng 50.000 đô. Nhưng chi phí biến đổi lại giảm xuống 45.000 đô trên 1.000 đơn vị. Lúc này phương trình có thêm chi phí lãi, vay đó. Và mỗi lần lãi vay tăng 1 điểm sẽ làm cho chi phí tăng thêm 3.000 đô. Hãy viết phương trình chi phí mới. Đầu tiên là ta sẽ xác định được, thứ nhất là hàm TC sẽ bằng chi phí cố định. Và chi phí cố định ở đây là gì? Tăng 50.000. Trước kia là 200, bây giờ tăng thêm 50. Và như vậy cái chi phí cố định lúc này là 250. Và trước kia thì sao? Trước kia cái chi phí biến đổi, trước kia chi phí biến đổi là gì? Là 55Q. Bây giờ thì chi phí biến đổi, trước kia là 55Q, bây giờ là chi phí biến đổi giảm xuống 45.000 đô trên 1.000 đơn vị. Tức là gì? Tức là cộng với chi phí biến đổi lúc này sẽ bằng 45Q. Điều này nó thể hiện là gì? Chi phí biến đổi lúc này là 45Q trên 1.000 đơn vị. 1.000 đơn vị. Đơn vị của Q là 1.000 đây rồi. Bây giờ cộng thêm chi phí lãi. Cộng thêm chi phí lãi. Đã biết là gì? Mỗi một lần mà lãi tăng 1 điểm sẽ làm chi phí tăng thêm 3.000. Chính vì vậy chúng ta cộng với 3Y ha. 3Y. Ở đây chính là phương trình. Sau đây thầy sẽ chuyển sang phần chi phí dài hạn. Và trong dài hạn thì các bạn đã biết là trong dài hạn thì cả yếu tố về vốn, tức là capital, và yếu tố lao động đều có thể thay đổi. Và phần đầu tiên trong phần chi phí dài hạn đó là thầy giới thiệu về khái niệm chi phí sử dụng vốn.
Và chi phí sử dụng vốn được định nghĩa là gì? Chi phí sử dụng vốn, thuật ngữ gốc là user cost of capital, được định nghĩa là giá trị khấu hao kinh tế. Economic depreciation là giá trị khấu hao kinh tế, tức là giá trị khấu hao của cái máy móc thiết bị đó, cộng với phần lãi mà doanh nghiệp đáng lẽ thu được nếu đầu tư tiền vào nơi khác. Phần lãi thu được này được tính bằng cái interest rate, lãi suất nhân với giá trị của vốn, value of capital. Và chúng ta có thể biểu diễn chi phí sử dụng vốn như là một cái tỷ lệ trên mỗi đô la vốn. Chúng ta biểu diễn chi phí sử dụng vốn như là một cái tỷ lệ trên mỗi đô la vốn. Nó chính là R bằng depreciation rate, tức là tỷ lệ khấu hao cộng với interest rate, cộng với lãi suất. Bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề cốt yếu mà tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt. Đó là gì? Đó là làm thế nào để lựa chọn các yếu tố đầu vào, gồm vốn và lao động, để sản xuất ra mức sản lượng đầu ra cho trước với mức chi phí thấp nhất. Tức là lựa chọn yếu tố đầu vào để tối thiểu hóa chi phí trong điều kiện sản xuất ra một mức sản lượng đầu ra cho trước. Và để đơn giản thì chúng ta hãy xem xét hai yếu tố thôi. Hai yếu tố đầu vào biến đổi là lao động, được đo bằng giờ làm việc mỗi năm. Và vốn được đo bằng cái giờ sử dụng máy mỗi năm ha. Giờ sử dụng máy mỗi năm. Và chúng ta đã biết là giá vốn chính bằng tỷ lệ khấu hao cộng với lãi suất. Giá vốn chính là depreciation rate cộng interest rate. Nó thể hiện cái chi phí sử dụng vốn như là một cái tỷ lệ trên mỗi đô la vốn ha. Bây giờ thầy giới thiệu cái khái niệm về suất thuê vốn, tức là the rental rate of capital, suất thuê vốn. Và suất thuê vốn được hiểu là chi phí thuê một cái đơn vị vốn mỗi năm. Chi phí thuê một đơn vị vốn mỗi năm. Và vấn đề chúng ta cần phải nhớ rằng là nếu mà thị trường là cạnh tranh thì suất thuê vốn sẽ bằng chi phí sử dụng vốn. Suất thuê vốn sẽ bằng chi phí sử dụng vốn. Câu hỏi là tại sao? Tại vì là các công ty sở hữu vốn thì sẽ kỳ vọng là kiếm được một cái tỷ suất sinh lợi cạnh tranh khi mà thuê nó. Khi mà cho thuê nó. Và tỷ suất sinh lợi cạnh tranh đó chính là chi phí sử dụng vốn. Và cái phần vốn được mua có thể hạch toán như là một trường hợp được thuê. Giữa việc sở hữu vốn và việc cho thuê vốn thì được hạch toán như nhau, với cái suất thuê vốn bằng chi phí sử dụng vốn ha. Đấy là trong điều kiện thị trường cạnh tranh. Sau đây thầy sẽ giới thiệu một cái khái niệm nó khá gần gũi, khá tương đồng khi nghiên cứu cái chương về hành vi người tiêu dùng. Trong chương hành vi người tiêu dùng thì có đường ngân sách. Thì trong cái chương lý thuyết nhà sản xuất này thì có cái đường gọi là đường đẳng phí. Tức là in the cost, đường đẳng phí. Đường đẳng phí, thuật ngữ gốc đó. Đường đẳng phí là tập hợp tất cả những cái kết hợp có thể có giữa lao động và vốn. Đây là hai yếu tố sản xuất đầu vào mà doanh nghiệp có thể mua với một mức chi phí cho trước. Đẳng phí, đẳng là bằng ha, bằng nhau về chi phí. Là tập hợp tất cả những kết hợp giữa vốn và lao động.
mà doanh nghiệp có thể mua với một mức chi phí cho trước. Với một mức chi phí cho trước. Về để hình dung được là cái đường đẳng phí có hình dáng như thế nào, thì hãy nhớ lại rằng là tổng chi phí C để sản xuất ra một cái mức sản lượng nhất định, đó là tổng chi phí cho lao động ha. Tổng chi phí cho lao động, đây chính là tổng chi phí cho lao động. Và W ở đây là gì? W đó chính là đơn giá thuê lao động bao nhiêu một giờ. Và N ở đây là gì? Số giờ làm việc mỗi năm. Còn R nhân K ở đây là gì? Đây là chi phí vốn của doanh nghiệp. Chi phí vốn sẽ bằng gì? Bằng cái số giờ chạy máy mỗi năm. Số giờ chạy máy mỗi năm. Tức là K đây. Được đo bằng số giờ chạy máy mỗi năm. Nhân đấy R chính là chi phí sử dụng vốn. Và chúng ta viết lại thành cái phương trình như sau. Từ trên này ta viết lại thành cái phương trình như vậy. Và khi nhìn vào phương trình trên thì ta sẽ thấy điều gì? Ta sẽ thấy là gì? Phương trình trên là cái phương trình này. Dựa trên cơ sở là đường đẳng phí có cái độ dốc lúc này chính là gì? Độ dốc chính là đây. Chính là trừ đi W chia R. Và đây chính là tỷ lệ giữa mức lương trên chi phí thuê vốn ha. Tỷ lệ giữa mức lương trên chi phí thuê vốn. Bây giờ có một câu hỏi vận dụng là như vậy để các bạn vận dụng và suy nghĩ này. Vì sao các cái đường đẳng phí lại là đường thẳng? Vì sao các đường đẳng phí là đường thẳng? Thế để trình bày câu này thì các bạn trình bày định nghĩa đường đẳng phí. Đó là tập hợp tất cả những cái kết hợp. Tập hợp tất cả các kết hợp có thể có giữa lao động và vốn mà doanh nghiệp có thể mua với một mức chi phí cho trước. Ha? Với một mức chi phí cho trước. Và độ dốc của đường đẳng phí là đây, là trừ đi cái tỷ lệ giá của hai yếu tố đầu vào. Đây là trừ đi tỷ lệ giá của hai yếu tố đầu vào. Đây là giá của lao động, đây là giá của vốn. Và nếu mà cái tỷ lệ, nếu mà giá của các yếu tố đầu vào là không đổi, giá của các yếu tố đầu vào không đổi, thì cái tỷ lệ này là không đổi ha, tỷ lệ này không đổi. Và như vậy là cái đường đẳng phí là một cái đường thẳng. Khi mà độ dốc không đổi thì rõ ràng cái đường đẳng phí làm đường tuyến tính là một đường thẳng. Tuy nhiên nếu mà cái tỷ lệ giá của các yếu tố đầu vào mà thay đổi theo sản lượng đầu ra. Nếu tỷ lệ giá của các yếu tố đầu vào như vậy mà thay đổi theo cái sản lượng đầu ra thì khi đó cái đường đẳng phí lúc này sẽ là một cái đường phi tuyến và nó là đường cong chứ không phải là đường thẳng. Bây giờ chúng ta biểu diễn cái này bằng đồ thị xem như nào ha. Biểu diễn bằng đồ thị. Thì thứ nhất là cái trục hoành thể hiện yếu tố đầu vào là đây là lao động ha. Thể hiện số giờ làm việc mỗi năm. Trục tung là thể hiện vốn, thể hiện số giờ chạy máy mỗi năm. Và đường đẳng phí. Đây là các đường đẳng phí. Là ba đường thẳng này. Là các đường đẳng phí. Nó thể hiện các cái kết hợp của các yếu tố đầu vào. Các yếu tố đầu vào là lao động và vốn để cho ra cùng mức chi phí. Với đường này thì cho ra cùng mức chi phí C0
Đường này mức chi phí C2 cao hơn. Đường này thì mức chi phí C2 cao hơn C1. C1 này thì lại cao hơn C0. À. Và ta sẽ thấy rằng là đường đẳng phí C1, đường đẳng phí C1 đây, nó tiếp xúc với đường đẳng lượng Q1, đẳng lượng Q1 là đường màu đỏ. Tại điểm A và cho thấy có thể sản xuất ở mức sản lượng Q1. Có thể sản xuất ở mức sản lượng Q0 với mức chi phí tối thiểu là C1 khi lựa chọn các cái kết hợp là gồm có N1 lao động và K1 về vốn. Đây là số giờ làm việc mỗi năm, đây là số giờ chạy máy mỗi năm. Và tại điểm A này là điểm mà mô tả cái kết hợp giữa vốn và lao động theo cái tỷ lệ N1 và K1. Ở đó thì có thể sản xuất mức sản lượng Q1 với mức chi phí thấp nhất là C1 ha, là C1. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét là trường hợp khi giá một cái đầu vào thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng thế nào đến việc lựa chọn các yếu tố đầu vào? Khi giá một yếu tố đầu vào thay đổi. Bây giờ thầy sẽ giả định giá của cái yếu tố lao động tăng lên. Giá của lao động tăng lên. Tức là lúc này W tăng ha. W tăng lên. Trong khi giá vốn thì không đổi. Thì xem nó như nào. Nó ảnh hưởng thế nào đến việc lựa chọn các yếu tố đầu vào. Thì lúc này đường đẳng phí mô tả kết hợp giữa các yếu tố đầu vào với cùng một mức chi phí và đường C1 tiếp xúc với đường đẳng lượng Q1 tại điểm A là trước kia đó. Trước kia với cái giá vốn và giá lao động như cũ thì đó là cái đường đẳng phí C1 và tiếp xúc với đường đẳng lượng Q1 tại điểm A. Và điểm A là cái điểm mà lựa chọn các yếu tố đầu vào tối ưu đây để tối thiểu hóa chi phí. Tuy nhiên bây giờ trước cái việc giá của lao động tăng lên, giá lao động tăng lên thì lúc này cái đường đẳng phí lúc này nó sẽ dốc hơn, nó chính là đường C2, đường nét đứt C2 này, đường nét đứt C2 này. Và cái đường nét đứt C2 này nó sẽ giao với cái đường đẳng lượng Q1 tại điểm B. Lúc này điểm B là cái điểm lựa chọn tối ưu, Và tại điểm B thì lao động lúc này là N2 và vốn lúc này là K2. Như vậy là khi mà giá lao động tăng lên thì cái hành vi của nhà sản xuất đó là gì? Đó là giảm số giờ lao động và tăng số giờ chạy máy lên. Và điểm lựa chọn tối ưu, lựa chọn các yếu tố đầu vào tối ưu đó là điểm B. Điểm B thì mô tả các kết hợp giữa vốn và lao động như vậy thì cho ra được cái tối thiểu hóa chi phí khi sản xuất mức sản lượng Q1. Bây giờ thầy nhắc lại là gì? Khi chúng ta phân tích cái công nghệ sản xuất trong bài giảng trước thì chúng ta đã chỉ ra rằng là gì?
tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên, MRTS, tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của lao động cho vốn, chính là số âm của độ dốc đường đẳng lượng, chính là số âm độ dốc của đường đẳng lượng ha, đường đẳng lượng, và bằng cái tỷ lệ giữa năng suất biên của lao động và vốn, và bằng cái tỷ lệ năng suất biên của lao động vốn. Đấy là thầy nhắc lại cái nội dung của bài giảng trước ha. Và khi mà doanh nghiệp tối thiểu hóa chi phí cho một mức sản lượng nhất định thì phải thỏa điều kiện sau đây. Thỏa điều kiện này. Và khi mà thỏa điều kiện này thì là độ dốc của đường đẳng lượng và độ dốc của đường đẳng phí là bằng nhau ha. Đây. Đây chính là độ dốc của đường đẳng lượng đây. Đây là độ dốc của đường đẳng phí. Khi nó bằng nhau thì nó tiếp xúc với nhau. Và khi thỏa mãn cái điều kiện này thì doanh nghiệp sẽ tối thiểu hóa chi phí cho một mức sản lượng nhất định. Và chúng ta viết lại như vậy. Chúng ta viết lại, biểu diễn lại như vậy bằng công thức 7.4. Bây giờ có một câu hỏi vận dụng để các bạn tư duy này. Giả sử một cái công ty sản xuất ghế, bàn ghế đó, thấy cái tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của vốn cho lao động, thấy rằng cái tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên, tức là MRTS của vốn cho lao động trong quá trình sản xuất của mình về cơ bản thì lớn hơn cái tỷ lệ thuê máy móc với mức lương cho lao động trong dây chuyền lắp ráp, tức là lớn hơn R chia W đó. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của cái công ty sản xuất ghế này, tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của vốn cho lao động của cái công ty sản xuất ghế này về cơ bản là lớn hơn tỷ lệ thuê máy móc với mức lương cho lao động. Đây, xảy ra cái chuyện này. Câu hỏi là gì? Chủ sở hữu nên thay thế sử dụng vốn và lao động như thế nào để tối thiểu hóa chi phí? Mục tiêu là tối thiểu hóa chi phí. Chi phí là min. À, để với cái mức sản lượng cho trước ha. Thì các bạn chú ý rằng là này, cái tỷ lệ thay thế biên, tỷ lệ thay thế biên của vốn cho lao động nó sẽ là gì? MRTS, tỷ lệ thay thế biên của vốn cho lao động, nó chính là gì? Vốn, đúng không? Và trong cái tình huống này thì là cái tỷ lệ này lớn hơn cái suất thuê máy móc, tức là R chia cho cái mức lương cho lao động, tức là W ha, W. Và để đạt được cái mục tiêu là tối thiểu hóa chi phí với mức sản lượng cho trước thì cái này nên là dấu bằng. Bây giờ thầy viết lại cái này theo một cách khác. Biểu diễn lại nhé. Biểu diễn cái này.
đó là gì? MPK chia cho R lớn hơn MKPN chia cho W. Và chú ý rằng hai cái tỷ lệ này, hai tỷ lệ này nên bằng nhau, nên bằng nhau để tối thiểu hóa chi phí. Và các bạn chú ý là gì? Trong trường hợp này là rõ ràng là nhà sản xuất, trường hợp này chúng ta suy diễn là nhà sản xuất thu được cái đầu, thu được cái lăng suất biên đối với trên mỗi một đồng vốn, năng suất biên trên mỗi một đồng vốn thì lớn hơn với năng suất biên trên mỗi một đồng đô la Trường hợp này thì chúng ta có thể diễn dịch là gì? Là cái nhà sản xuất này, nhà sản xuất công ty ghế này thu được cái năng suất trên mỗi đô la từ vốn, thu được năng suất trên mỗi đô la từ vốn lớn hơn năng suất trên mỗi đô la lao động ha. Điều đó chúng ta nên sử dụng nhiều lao động ha. Chúng ta sử dụng thêm lao động và sử dụng ít đi. Câu chuyện là chúng ta nên sử dụng thêm lao động và sử dụng ít à sử dụng Và bây giờ câu chuyện đặt ra là chúng ta nên sử dụng thêm về vốn và sử dụng ít đi cái lao động để tối thiểu hóa chi phí nha. Lý do là nhà sản xuất hiện nay là đang nhận được cái năng suất biên trên mỗi đơn vị vốn nhiều hơn so với cái năng suất biên trên mỗi đô la từ lao động ha. Và với cái điều kiện tối thiểu hóa chi phí này, điều kiện về lựa chọn các yếu tố đầu vào tối ưu này để tối thiểu hóa chi phí, thì chúng ta có thể thực hành giải quyết nhẹ nhàng hai cái bài tập sau đây. Bây giờ thầy sẽ phân tích tác động của phí xả thải đối với việc lựa chọn các yếu tố đầu vào, tác động của phí xả thải đối với việc lựa chọn các yếu tố đầu vào. Thì thứ nhất, phí xả thải là cái phí tính trên đơn vị chất xả thải mà công ty luyện thép phải trả cho phần chất thải mà công ty xả xuống sông. Và thông qua tình huống này chúng ta sẽ biết được cái phản ứng tối thiểu hóa chi phí của doanh nghiệp khi có chính sách thu phí xả thải. Và khi không có cái chính sách thu phí xả thải thì công ty lựa chọn sản xuất ở mức kết hợp. Đây là điểm tối ưu đây. Lựa chọn sản xuất ở kết hợp 10.000 gallon nước thải. Trục tung là trục nước thải ha, tính bằng ga lông mỗi tháng. À, đây là trục hoành,
Còn trục tung đó là vốn thể hiện số giờ chạy máy mỗi tháng. Thì cái điểm tối ưu A là điểm mà kết hợp của 10.000 ga lông nước thải và 2.000 giờ chạy máy. 2.000 giờ chạy máy tại điểm A. Tuy nhiên là chính sách thu phí xả thải. Thu phí xả thải dẫn đến làm tăng chi phí nước thải ha, tăng chi phí nước thải. Và làm dịch chuyển đường đẳng phí, dịch chuyển đường đẳng phí từ FC, đường đẳng phí từ FC đến đường DE, đường DE, đường nét đất xanh này. Và dẫn đến công ty sản xuất tại tại điểm B lúc này, sản xuất tại điểm B là cái điểm mà chỉ có 5.000 ga lông nước thải và 3.500 giờ chạy máy mỗi tháng. Và như vậy số ga lông nước thải giảm đi ha, giảm đi. À, số giờ chạy máy tăng lên. Và tại cái điểm B này là một cái điểm quy trình sản xuất thân thiện với môi trường hơn so với điểm A. Và rõ ràng với việc thực hiện chính sách thu phí xả thải nó sẽ tác động đến cái quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Và cụ thể trong tình huống này là quy trình sản xuất của doanh nghiệp thân thiện hơn, thân thiện với môi trường hơn. Bằng việc cái số ga lông nước thải giảm từ 10.000 xuống còn 5.000 ha. Bây giờ thầy tiếp cận theo một cái góc độ khác đó là gì? Tối thiểu hóa chi phí bằng cách thay đổi mức sản lượng. Tối thiểu hóa chi phí bằng cách thay đổi mức sản lượng. Thì thầy giới thiệu cái khái niệm về đường mở rộng sản xuất. Đường mở rộng sản xuất. Và đường mở rộng sản xuất là đường đi qua các cái tiếp điểm. Các cái tiếp tuyến giữa đường đẳng phí và đường đẳng lượng của một doanh nghiệp. Là đường đi qua các cái tiếp tuyến giữa đường đẳng phí và đường đẳng lượng của doanh nghiệp. Và cái đường mở rộng sản xuất và đường chi phí dài hạn thì có 3 bước để chuyển từ đường mở rộng sản xuất sang đường chi phí. Bước thứ nhất là gì? Chọn một cái mức sản lượng được thể hiện qua đường đẳng lượng. Sau đó tìm tiếp điểm của đường đẳng lượng đó với đường đẳng phí. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai là từ đường đẳng phí đã lựa chọn, xác định mức chi phí tối thiểu để sản xuất mức sản lượng đó cho. Bước thứ ba là vẽ đồ thị các phương án lựa chọn giữa sản lượng và chi phí. Bây giờ chúng ta thực hành trên biểu đồ thì nó như nào ha? Ta thực hiện 3 bước để chuyển từ đường mở rộng sản xuất sang đường chi phí như sau. Thứ nhất là chọn cái mức sản lượng được thể hiện qua cái đường đẳng lượng. Ha. Đây là đường đẳng lượng 100, đường đẳng lượng 200, đường đẳng lượng đây là 300 đơn vị. Bây giờ tìm tiếp điểm của đường đẳng lượng đó với đường đẳng phí. Đây là các tiếp điểm, đường đẳng lượng và đường đẳng phí. A, B, C. Và chúng ta đã biết là định nghĩa của cái đường mở rộng sản xuất đó là đường đi qua các tiếp tuyến giữa đường đẳng phí và đường đẳng lượng, tức là nó đi qua các cái tiếp tuyến này. A là tiếp tuyến giữa đường đẳng lượng và đường đẳng phí. B cũng là điểm tiếp tuyến giữa đường đẳng lượng và đường đẳng phí. Và đường mở rộng khả năng, đường mở rộng sản xuất đi qua các điểm A, B, C. Ha. Và như vậy thì chúng ta sẽ xác định được các cái mức sản lượng. Đây, mức sản lượng 100, 200, 300. Thì lúc này từ cái đường đẳng phí đã chọn thì xác định mức chi phí tối thiểu, xác định mức chi phí tối thiểu để sản xuất ra mức sản lượng đã chọn. Ví dụ để sản xuất ra mức sản lượng 100 thì chi phí tối thiểu ở đây là gì? Chi phí tối thiểu đây cũng là 100 ha. Là 100. Và để sản xuất ra mức sản lượng là 200
Thì chi phí tối thiểu đây cũng là 200. Và để sản xuất ra cái mức sản lượng là 300 thì cái chi phí tối thiểu đây là gì? Chi phí tối thiểu đây là 300. Và như vậy ta xác định được các điểm D, E, F chính là đường chi phí trong dài hạn, chính là đường chi phí trong dài hạn ha.